Chào tất cả mọi người, thì mình là Huy Béo đây. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip inbox một em Gundam. Và đây, ôi trà, đây là em Gundam của mình, Funamo Unicorn Gundam. Nếu mà dịch đúng nghĩa của nó, dịch đúng nghĩa đen của nó là Gundam kỳ lân, Gundam full vũ khí, full áo giáp chứ không phải full vũ khí. Thì hôm nay mình sẽ inbox em này, thì các bạn cùng xem chung với mình nha. Ui, chà, để mình đếm coi trong đây có bao nhiêu bịch runner nha. 1, từ từ để cho các bạn dễ thấy hơn thì... ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bịch ra nè, và một cuốn hướng dẫn. Thì đây là phiên bản RG, đây RG tỷ lệ 1/144, là em thật về sẽ gấp 144 lần em trong đây ha. Ok, một đống luôn nè, đó, một đống luôn. Thì chắc bây giờ mình sẽ lấy kéo mình cắt hết cái chỗ này ra, đợi các bạn chờ mình xíu nha. Ok, mình lên rồi đây. Bây giờ mình sẽ không đếm bịch nữa, mình mà đếm từng vỉ ha. Thì mẫu RG này thì có bộ xưa, bộ khung xương bên trong nha. Bọc thứ nhất. Một, hai. Bọc thứ hai, thì đây là phần giáp của em Unicorn Gundam nha. Thì theo như mình biết là em Gundam này thì sẽ có hai chế độ, một là chế độ Unicorn, hai là chế độ Destroy Mode, là chế độ hủy diệt. Bây giờ mấy cái runner là 1, 2, 3, 3 cái rồi đúng không? Ui, thì đây số mình theo mình thấy là số lượng runner thì chắc là bằng với hai em RG đó, không phải ít ỏi đâu. Tại vì nó còn phải thêm một cái bộ vũ khí nữa, 3, thêm 2 nữa là đâu, trong đây phải có 2 cái không? À đâu, trong đây tới 3 cái lận bạn ơi, 6 cái. Thì chắc là mình sẽ phân màu nha. Tiếp, đây là một gồm một cái runner nhiều màu, đây cho các bạn thấy một cái runner nhiều màu và một cái runner khung xương. Ủa sao kỳ vậy ta, các bạn đừng có nhìn cái này mà tựa các bạn tưởng này là cái màu xanh dương nha, này không phải màu xanh dương đâu, cái camera mình bị gì, cái này không phải màu xanh dương đâu nha các bạn, cái này là màu xanh lam chứ không phải xanh dương. Chắc là do cái camera của mình nó bị gì. Để đó hồi mình lưu ý với các bạn, đây là màu xanh lam nha, chứ không phải xanh dương đâu, các bạn đừng tưởng nhầm.
Ok. Bọc tiếp theo. Đây. Thì theo như mình thấy là nguyên cái bộ này là một cái phần phần khiên. Đây là phần cycle frame nè. Phần màu trắng bỏ đây. Tiếp. Thêm hai bên là màu đen nữa. Còn đây là một cái ring có hiệu ứng kiếm năng lượng nha. Tiếp. Ok. Một vỉ ring màu trắng. Một vỉ ring Cycle Frem. Cái miếng này hơi to đó. Và một vỉ ring màu trắng luôn. Tiếp theo. Thì mình thấy là cái con Unikin Gundam này là hình như mình thấy là tới ba cái khiên lận. Thì cái series này thì mình sẽ chia làm 3 phần nha. Một phần là phần inbox, phần 2 là phần giới thiệu Gundam và phần 3 là giới thiệu vũ khí luôn đó. Rồi, tiếp. Uchucha. Mình làm gãy rồi các bạn ơi. Nhưng mà cái này chỉ là gãy phần runner thôi, thôi mà chưa gãy cái phần phần phạt của mình bên trong. Còn may, còn may. Ucha. Bịch cuối cùng. Cha cha. Ok. Chờ chắc để mình cho các bạn coi cái nguyên cái bãi bên nè. Một đống luôn. Đó. Này chắc mình phải ráp hơi lâu nha. Thì mình lưu ý với các bạn đây là màu xanh lam chứ không phải màu xanh dương đâu nha. Chắc là camera của mình bị bữa nào mình chỉnh lại nó. Thì đã xong phần inbox. À chưa. Và đây là một tấm sticker. Một tấm sticker hình như là sticker dán. Chứ có một phần thì dành cho Gunpla, một phần thì dành cho bộ súng và một phần là những cái sticker phản quang này nè. Là mấy cái chiếu này. Để mình coi trên đây là có bao nhiêu cái sticker nha. Mình nghĩ là cũng hơi bị nhiều đó. Đâu rồi ta? Hình như mình không thấy con số sticker trong đây các bạn. Nó hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà chắc mình sẽ xài những cái tấm sticker phản quang này thôi, chứ mình không có xài sticker này. Tại vì cái con này nếu mà nhiều chi tiết quá thì nó không có đẹp đâu. Ok. Và để mình cho các bạn xem sơ qua cái cuốn hướng dẫn. Trang 1. Cái này chỉ là xem sơ thôi nha. Đây là em Gundam khi mà mình ráp hoàn chỉnh. Thì đây là đang chuyển dạng sang Destroy Mode. Ok. Thì bây giờ là xong phần inbox thì rồi nè. À quên, ở đây có mấy cái chỗ mà người ta cần kêu dán sticker đây. Nó có chỉ từng chỗ một luôn. Ha.
Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vô lắp ráp luôn. Thì chắc mình cũng phải tắt cái máy của mình thôi, chứ nhiêu đây mình gáp chắc lâu lắm chứ không phải ít thời gian. Thì cái máy này thì dung lượng thì không còn nhiều nữa, cho nên là khi mà mình đắp xong rồi thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Còn giờ thì bye bye, mong các bạn để lại cho mình một share, một like và một đăng ký ha. Tạm biệt mọi người.